Dạ, xin kính chào tất cả các bà cô chú trên cộng đồng mạng. Và hôm nay thì con cũng tiếp tục nói về gia đình của Xuyến Thái Hữu Mất Hí. Đó thì bây giờ là thằng Hữu Hí nó kết hợp với YouTube để chiêu trò con Nga. Thật ra nó gần tới ngày sanh và nó có dấu hiệu sanh thì nó chỉ vào bệnh viện sanh như bao người khác thôi, chẳng có cái chuyện gì lớn lao cả. Đó, nhưng mà thằng Hữu Hí vì nó muốn kiếm tiền, dòng làm biến mà đó, mỗi lần lên ra gã gì cũng có vài chục triệu, thì cộng đồng mạng người ta hiểu lầm, người ta cho, chứ thật sự ra là nó không có bệnh gì hết. Thì mà từ cái lúc mà nó diễn ở Cần Thơ, nó đó bệnh sùi màu gà và nó xì là tới não tới đầu rồi. Và nếu mà không điều trị thì thậm chí là cái của quý của nó cũng phải cắt bỏ luôn. Đó là những gì Xuyến Thái nó chia sẻ, là con mẹ vợ đó, đó nói là xì mũ gì, thậm chí thằng Hữu Hí nó nói là nó sưng bự ra luôn, đi là bắt đầu là nó quất vô đùi gì đó. Giờ cô chú hỏi thử cô chú tin hay không. Mà nếu mà nó thật sự như những gì thằng Hữu Hí nói thì thằng Hữu Hí nó không còn sống đến ngày hôm nay. Mà cái đó mà sưng thì là lớn chuyện rồi, không phải mà nó phải ngồi nó giả bộ nó lăn lê bò lết trên cầu thang. Thế nay sưng đi không nổi mà nó ngồi chồm hổm nó lết trên cầu thang thì nổi, thì nó hết sức vô lý. Những ai mà tin mắt và tin ý thì sẽ thấy thằng Hữu Hí nó chiêu trò đó. Thì lần trước là thấy dễ ăn quá trời đó, mới có mấy ngày thì có vài chục triệu. À, rồi bây giờ nè, lần này con Nga sanh mà để cho có tiền đến ngày sanh nở thì bắt buộc thằng Hữu Hí kết hợp với YouTube phải kêu thằng Hữu Hí mày diễn đi, bây giờ giả bộ mày vô mày nhập viện đi đó, rồi ra gã một tuần lễ hai tuần lễ tới ngày sanh là có mới vô. Con Xuyến thì nó lên nó ra gã đó, sanh đó, Nga sanh đó là phải tốn cả trăm triệu. Trời ơi, mày còn hơn là con đại gia, con nhà giàu mà Xuyến đấy. Con nói thật á, đi sanh á, nhất là sanh thường, có bảo hiểm chỉ tốn một vài triệu bạc thôi. Cho dù có mổ đi nữa, có bảo hiểm thì cũng không có nhiều tiền. Mà giờ con Xuyến nghe nó sống còn hơn đại gia nữa, chuẩn bị sanh đẻ cho con Nga phải có hàng trăm triệu. Mày bán nhà cho con mày, mày lo cho con mày mà mày thương con thương cháu mày mà con Xuyến nấy, thì mày bán nhà. Đó, rồi ha, mẹ con mày muốn ăn giọng, muốn ăn sung mặt sướng cũng không ai nói. Mày ăn là ăn tình thương trên cộng đồng mạng, mày ăn mài ăn xin, mày ăn mà mày lừa dối cộng đồng mạng cho nên người ta mới nói, mà mày lên mày còn làm giọng sang, nghèo mà làm giọng sang. Trời ơi, con Xuyến nái này thôi thì khỏi chê nữa này. Đó, nó ngồi hay nó nhậu, nó bỏ bia vô trong nồi cơm á, nó uống. Nó ăn uống không giống ai, con nói rồi, nó bày hày, nó tục tiểu, rồi nó ngồi cái quần nữa đó, nó ngồi nó trò hỏ gì đó. Nó gách tưa tưa hết trơn, YouTube chịu khó nó quay ngay chân, người ta cũng thua luôn, chịu thua tụi bay luôn à. Nó diễn bất chấp, nó ăn dơ ở giấy, bởi vì ha, bài Lan Cô Đơn nó lợi nhà, nó đâu có dám ăn. Không có dám ăn, rồi nó trách bả, tại sao mà bả làm, rồi bả cho bên đây nó lợi, còn nó cho thì bả không ăn, cho nên nó giận, nó không ăn của bả. Nói chung mà con của mày là ở dơ giống nhau. Con Xuyến Thái thì nó không dám ăn đồ ăn của bà Lan Cô Đơn, còn bà Lan Cô Đơn thì ghê con Xuyến Thái không dám ăn. Mẹ con mày mà còn cảm thấy ghê nhau nó thì thôi còn gì để nói nữa, bởi vì mày đưa lên trên cộng đồng mạng, mày mời hết người này tới người kia, mày kêu cơ tên cô Phương Hằng, chị Phương Hằng. Trời ơi, tao lại mày Xuyến ơi, mày tao nói thiệt á ha, không có ai biết mày là ai đâu. Chứ mày tưởng đâu mày là nhân vật nổi tiếng ha. Mày lên mày kêu em là Xuyến nè, cùng quê với chị giúp đỡ em đi, giúp đỡ em ngôi nhà, em sửa lại cái nền cho con em nó đỡ bị mũi chích. Mày làm mẹ sao mày bất tài bất lực quá vậy? Mày có tiền mày nuôi con tư cày hết rồi, mày nuôi trai hết rồi. Mày nuôi một ông lão già chứ không phải trai nữa, phải chi mà mày ha, nuôi trai trẻ tao không nói. Đó. Mày nuôi ha một ông già như vậy đó thì mày có tiền mày nuôi đi. Mà gì mày lên trên cộng đồng mạng mày ăn mày ăn xin rồi mày về nuôi ổng, để cho ổng có sức khỏe ổng nhảy mày hả? Ăn Xuyến nái, con nói thật, cái con này con đàn bà mà con nói thật sự nó quá tệ hại. Mạnh nó nhà cho YouTube quay rồi nó mồi chài nó ăn mày. Lần này sao mà Xuyến nái, hồi lần rồi là cái vụ mà bệnh sùi mò gà ở Cần
bệnh sùi màu gà ở Cần Thơ nhập viện thì thằng Hữu mất hí, nó có khoảng vài chục triệu, lúc đó nó cũng cầm vàng hết trơn rồi đó, rồi xong là có tiền cái đó về nó chuột vàng, rồi xong nó không bán vé số nữa, mà nó nói nó nghĩ là nó chăm sóc cho con Nga, nó làm hơn là con nhà giàu, nó phải có người chăm sóc đó. Rồi xong ha, con Xiến Nái thì được chiếc xe, được mới vốn, con Xiến Nái đến bây giờ vẫn còn vàng đeo, thì con hỏi cô chú á, nó có khổ cái gì, trong khi đó nó có nhà có cửa đó, nó không thiếu ăn, mỗi ngày YouTube đem đồ lại dồn vô cái bản họng nó ăn chàng cái bản họng nó nhảy nhót, nó hát hò đó. Nó may mắn hơn rất nhiều người, tại vì á, nó không phải lo cái ăn, không phải lo cái ở đó. Còn những người khác ở ngoài ta ngủ gầm cầu dạ cầu đó. Mình cho nên mình nên giúp thì giúp những cái mảnh đời thật sự nó bất hạnh. Còn cái cặp gia đình của con Xiến này nè, cái cặp Hữu Nga này nè, không phải là bất hạnh đó, con nói thật, nó đỡ hơn rất nhiều người đó. Thì bây giờ con Xiến Nái hằng ngày lên ga gã chiêu trò để kiếm ăn, thằng Hữu mất hí cũng vậy, nó lại nó ngồi chỗ bệnh viện, nó xuống căng tin, nó mua cơm hay nó xin cơm từ thiện gì mình không có biết đó, mà nó nói là cơm từ thiện để nó dành tiền rồi đó, nó không dám tiêu xài, ý là nó nói nó tiết kiệm nó để dành tiền đó, để nó lo cho con Nga và con của nó trong bụng. Hữu hí, mày lo hơi xa hơi lố rồi đó, mày nói con mày á là bị hả bể hai trái thận rồi thì nó đâu có sống nổi đâu, mà mày lo là sau khi chào đời á con mày á, để dành tiền để lo cho con mày, lo cái gì, nó bể thận rồi sao nó sống nổi mà lo cái gì hả, có phải mày ngu mà mày dốt không Hữu hí hả, mày lên ha, mày nói dốc nói láo mà mày không có hiểu gì hết không Hữu hí, mày thấy tai hại chưa. Rồi bây giờ nó nói là bán vàng hết trơn của Nga rồi đó, nó bán vàng hết rồi để nó lo bệnh cho con Nga, để lo là để cho con Nga nằm bệnh viện hổng gài đó. Đó rồi hả, nó lên nó than, nó đóng cái mặt buồn, tao nói cái mặt của mày gian mà ác nữa Hữu hí, mày đóng cái vai buồn nó không có phù hợp, tại vì con người của mày không có thật thà, mày đóng vai gì đi chăng nữa cũng lồi lên cái nét xảo trá của mày, mày tính lên mày lừa cộng đồng mạng lần này hả, tao nói rồi à, tao biết á, mày lần này mày ăn không ngồi rồi, mày ăn giọng hết tiền hết bạc rồi, cho nên á mày đẻ một cái đứa con à, và con Nga nó chuẩn bị đẻ như vậy thì tao nói mày, tao cũng thừa biết không phải là không tốn kém, tốn kém rất nhiều à, nhưng mà mày biết sao á, lần trước mày diễn quá, mày nói dối quá, cho nên lần này á cho dù mày nói thật đi nữa người ta cũng không giúp đỡ mày đâu, người ta không có tin đâu. À, tao nói mày hay con ếch chết vì cái miệng mà cái miệng á quả cũng từ cái miệng mày gây ra đó, bây giờ hả mày chiêu trò gì, mỗi ngày thay vì mày nói vợ con mày như thế này như thế nọ thì mày dành thời gian mày chăm sóc vợ con mày đi, có đâu mày cho YouTube quay ngồi cả buổi trời, rồi mày nuốt cơm không trôi đó, rồi mày lên mày than ăn một ngày bao nhiêu vậy chứ mày ở nhà mày có ăn hay không, ngày thường á mà mày còn không đi làm nữa đó, rồi bây giờ không lẽ về trong bệnh viện giờ mày nói trời ơi à, mắt mình nuôi con Nga này vé số hổng gài không có buôn bán gì được hết này nọ đó, có phải mày mồi chài hay không đó, một cái người chồng người cha có trách nhiệm thì người ta đã chuẩn bị đâu đó tiền bạc người ta tích góp tích lũy để chuẩn bị ngày chào đón con mình ra đời, còn mày à, con mày chưa có chào đời, mày tính hốt cái cú này lừa thêm một cú nữa, mày nói con mày nặng này nọ đó, rồi ha bể thận bể đồ này nọ, bây giờ nám luôn rồi phải không đó, mày tính hốt cú này đặng không còn lừa ai nữa phải không, rồi mày bắt đầu mày cao chạy bay xa như những gì mày đã làm với cái vợ đầu tiên mày, tức là lần này con Nga nè mà đẻ con nè, con nói thật nó để cho con Nga ôm một mâm luôn, nó sẽ bỏ đi con dám hứa, vì áp lực tiền bạc kinh tế và nó diễn cũng không ai cho nữa, mà một khi cái giá trị lợi dụng không còn nữa thì nó sẽ rời xa gia đình của con Xiến Nái thôi. Con Xiến Nái cũng lợi dụng thằng Hữu hí lên nhảy khùng nhảy điên, nhảy khùng diễn điên với hy vọng người ta cho tiền, tụi nó là dựa dẫm vào nhau và kiếm ăn bất chấp. Con nói thật đừng có bao giờ tin thằng Hữu mất hí và con Xiến Nái, bây giờ nó lên nó kêu cộng đồng tha lỗi cho nó đi, trời ơi nó nói dốc nói láo dữ lắm đó, con nói thiệt à, mình tha cho nó à, tức là mình giúp nó tiếp tục lừa những mạnh thường quân nữa, lừa những nạn nhân tiếp theo nữa, cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ, phải tẩy cho
mình phải tẩy chay thằng này, tẩy chay con xiến nái à, để nó không còn xuất hiện trên cộng đồng mạng nữa. Mà con nói với cô chú như thế này, muốn tẩy chay được các nhân vật này thì những kênh nào quay chúng ta không xem, không có like, có view thì tụi nó không có bỏ đường xá xa xôi đến quay con xiến nái hủ mất khí và cho tiền hủ mất khí với xiến nái mỗi ngày đâu. Tại vì mỗi ngày tụi nó quay con xiến nái ít nhất là phải mua đồ ăn 100-200 ngàn đó, chám vô cái lỗ miệng con xiến nái đó. Mà giờ cái lượt view không có đủ 100-200 ngàn tiền Việt Nam đó thì nó sẽ không quay, quay lỗ nó không làm. Tụi này là nó vì cái đồng tiền cho nên là chúng ta phải đánh vào cái kinh tế của nó đó. Nó không like không view thì tụi nó không bao giờ làm đó. Chúng ta coi á, là cho nên là ủng hộ nó, cho nên là nó tối ngày nó mặc dù nó bị chửi bị bủa bị cỡ nào đi chăng nữa vì cái đồng tiền nó vẫn tiếp tục nó quay. Còn con kia vì tiền diễn khùng diễn điên đó, cũng vì tiền thôi, cho nên là lợi dụng qua lợi đó, hợp tác đôi bên cùng có lợi đó. Đó, lần này thì con nói với cô chú á, là cái gia đình của Hữu mất khí là tôi rồi, không gà quay cái tuần lễ nay nằm bệnh viện, người ta cho đúng con chịu à. Xiến nái cũng vậy, không có cho tiền nữa, nó đâu có đi vô thăm con nữa đâu đó. Tụi này tiền không mà diễn để tiền không mà. Dạ thôi thì cái clip hôm nay con làm đến đây thôi, con hẹn tất cả các ông bà cô chú vào clip sau. Thì nhớ ủng hộ Thiên Thơ bằng cách đăng ký chia sẻ dùm Thiên Thơ, và nhớ để lại bình luận để cho Thiên Thơ hiểu được khán giả đang nghĩ gì.